Năm 2017, kinh tế xã hội của Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu về đích trước kế hoạch 5 năm 2016-2020. Kết quả đó là sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Năm 2017 đi qua đã tạo nhiều dấu ấn và ấn tượng đối với tỉnh Lâm Đồng. Một theo dòng thời sự hôm nay sẽ phân tích về những ấn tượng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.